Từ xưa tới nay, dục vọng của con người đối với quyền vị giống như ngọn lửa rừng mùa thu, càng quạt thì càng cháy mãnh liệt hơn nữa. Quyền lực giống như con độc trùng chiếm chui vào trong tim con người, đầu độc tâm trí con người, mê loạn hứng thú của con người. Trên đất Trung Nguyên năm nay, Hoàng Cung và Nga Mi, hai người trông không liên quan tới nhau, vì đấu tranh quyền vị khiến cho một Kim Bằng Dương Triều đã biến mất nhiều năm. Sống lại như cương trục, khơi dậy một cuộc phân tranh quyết đấu trong giang hồ. Chưa Tổng quản, sao hoàng đế lại càng ngày càng bệnh nặng hơn vậy? Không phải là trước đây tinh thần đã khá hơn rồi sao? Là ta đã giết bọn họ, sao có thể chứ? Trở thành người giết người sao? Có phải là hoàng đế nổi điên rồi không? Ánh mắt của hoàng thượng giống như giọt máu vậy. Phải làm sao đây? Hoàng thượng bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện rồi. Trên núi tại sao có người chết như vậy? Người thứ chín đây là người thứ chín rồi đó. Cái đó là ác quỷ giết người đó. Ánh mắt của con quỷ đó phát ra ánh sáng màu đỏ, thế ghê lắm. Núi Ngà Mi không thể tiếp tục ở lại nữa rồi. Ngày Kỷ Dậu, ngày thứ ba hoàng đế bị độc phát. Đại ca, Lục Tiếu Phụng ở đâu vậy? Hắn vẫn đang ở bên trong, cho ngươi nè. Cảm ơn đại ca. Lục Tiểu Phụng, núi Nga Mi chết nhiều người như vậy, trưởng môn sư Thái là sư phụ mà ngươi chưa bái môn, ngươi còn có tâm trạng sao? Chỉ dựa vào ta với lão Chu và ngươi lớn lên cùng nhau, ngươi cũng lợi dụng đủ rồi chứ. Thám tử từ núi Nga Mi trở về nói, kẻ giết người là ác quỷ mắt phát ra ánh sáng, tin tức ta dò hỏi được nhiều như vậy. Rốt cuộc ngươi vẫn còn muốn biết điều gì nữa? Trên đời này làm gì có ác quỷ? Chỉ sợ là có người trong tim có quỷ mà thôi. Ông chủ Chu, bà chủ có ở nhà không vậy? Vì ca ta hỏi người đó. Ông chủ Chu, ta hỏi ông, Lục Tiếu Phụng đang ở đâu? Hãy uống rượu với vợ của ta. Ngươi để vợ của mình uống rượu cùng với con quỷ háo sắc đó hay sao? Lục Tiểu Phụng ngươi là còn thản nhiên vậy nữa? Không phục. Nếu các người có một người vợ như ta thì các người cũng sẽ nghĩ thoáng hơn thôi. Đi theo ngươi là Tây Sơn Tứ Quỷ. Việc này với án mạng Nga Mi có liên quan gì ta không biết đó. Sát thủ đó khiến cho phái Nga Mi gian danh võ lâm chí tôn không được yên ổn. Kẻ nào mà lại giỏi hơn cả phái Nga Mi vậy? Ta không thể cứ nhìn cô hoài được đâu. Ngươi không dám nhìn ta? Câu này có vẻ rất mới mẻ đó. Ngươi nói thử coi, tại sao ngươi không dám nhìn ta? Vì ta không phải Tây Môn Khánh, nhưng ta sợ cô là Phan Kim Liên. Lục Tiểu Phụng, con quỷ theo ta đã đến rồi. Lục Tiểu Phụng, người ra đây, đi cùng bọn ta. Tây Sơn Tứ Quỷ là ai vội vàng sai người đến tìm ta? Bọn ta chỉ phụng mệnh hành sự, bắt ngươi về mà thôi. Ngoan ngoãn đi theo, bảo đảm ngươi sẽ không bị tổn thất gì hết.
Rốt cuộc các ngươi muốn tìm hắn làm gì? Lấy tiền của người khác thì phải tiêu diệt giúp họ. Chủ nhân bảo bọn ta mang lương tứ phụng về thì chúng ta chỉ làm đó mà thôi. Ngay cả lý do tại sao cũng không biết. Ta đi cùng các ngươi, vậy thì không cần gọi ta Lục Tiểu Phụng, gọi Lục Tiểu Kê được rồi. Đồ mà không uống được phạt hả? Chị ca, lên! Lục Tiểu Phụng, tiền thưởng giờ la được tin tức, người vẫn chưa đưa cho ta. Thông bảo sẽ hướng đông, nếu không thì hướng tây vậy. Đi về hướng đông đó. Ê, người đi về hướng đông thật hả? Người nói với lão Chu, ta không đợi mũ xanh trắng đâu. Hắn không tin cô, nhưng tuyệt đối tin ta. Công chúa. Các ngươi sảy tay rồi. Công chúa, bọn ta hoàn toàn không sảy tay. Chỉ là Lục... Chỉ là Tiểu Phụng quá lợi hại. Các ngươi không đánh lại hắn đúng không? Bà tỉnh ngốc. Công chúa cứ yên tâm. Đại ca Kim Ngân Phiến của ta sắp đến rồi. Bốn huynh đệ ta liên thủ có thể đưa Lục Tiểu Phụng về gặp ngươi. Chính là vậy. Chỉ là đợi Kim Ngân Phiến đến thì Lục Tiểu Phụng đã biến mất không có tung tích rồi. Không thể nào. Hắn nói với bà chủ là hắn đi về hướng đông đó. Vậy hắn nhất định sẽ về hướng tây. Tuệ Diệu Sư Thái Phán Nga Mi là một trong số hơn 100 sư phụ mà hắn đã từng bái, hơn nữa giao tình thâm sâu. Nga Mi có chuyện, Lục Tiểu Phụng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhất định sẽ đi về hướng tây và lên Nga Mi. Vậy còn không hiểu sao? Lục Tiểu Phụng chắc chắn là muốn đùa giỡn với các ngươi. Đây gọi là Dương Đông Kích Tây, gạt các ngươi đó. Chuyện này còn ngay đâu đó làm gì nữa? Con mau đi tìm người đi. Lần này đến Nga Mi đường đi gian hiểm, tìm được Lục Tiểu Phụng thì lập tức mang về, không được để xảy ra thêm sự cố nào. Đi. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để đến núi Nga Mi. Lục Tiểu Phụng chắc định sẽ đi qua đây. Nhưng đã hẹn với đại ca ở khách điếm này sao? Đúng vậy. Tiểu Dị, cho mình rượu ngon và nửa cái bánh bao. Hình như là đại ca vẫn chưa đến. Tranh thủ ăn cơm, đại ca đến lập tức xuất phát. Được. Có chuyện gì hả? Có phải tầm nghĩ không vậy? Sao ngay cái người ra chỗ hổ không có nữa? Quán gì vậy trời? Ông chủ. Đại ca, ủa sao vậy? Đại ca. Kẻ nào giết đại ca của tao? Kẻ nào dám? Để đi.
Lục Tiểu Phụng ơi, Lục Tiểu Phụng, đến bao giờ ngươi mới tới đây? Coi như là đã đến. Nè, đền trứng cho ta đi. Mắt to. Mấy tháng nay ta đi đâu còn đi đó, có phải đồng lõa với Tây Sơn Tứ Quỷ không vậy? Ta đâu thèm để ý mấy tên xấu xa đó. Người đã biết ta đi theo ngươi từ sớm hả? Không ngờ cô bắt chước ta giống thiệt đó. Ngay cả ta đi nhà xí cũng đi theo nữa. Cô muốn gì đây hả? Người đã sớm phát hiện ra, tại sao không lên tiếng? Ta thấy mọi người đều là người trong giang hồ, ta giữ thể diện cho cô. Chỉ bằng nói rõ ràng một chút, cô là người của môn phái nào? Là sư phụ ta, Đại Trí Đại Dũng bảo ta đi theo ngươi. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi là người thế nào. Vậy cô thấy ta là người sao hả? Con người ngươi hả? Chỉ biết cờ bạc, cuồng ăn dụ dỗ nữ nhân nữa. Vậy không phải tốt hay sao? Cô đã biết ta là người thế nào rồi, còn không tránh xa ra. Ngươi tự ta muốn đi theo ngươi lắm sao? Nếu không phải vì ngươi là cha của con ta thì ta đâu thèm để ý tới ngươi làm cái gì? Cô nói ta là cha của con cô hả? Giờ hình như lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Hoặc là đại khái có thể nói chung là ngươi sẽ lấy ta, chúng ta sẽ vào động phòng. Sư phụ nói sau khi động phòng qua chút chúng ta sẽ có con. Ta lấy cô hả? Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Chính là hai con mắt nhìn thấy đó. Con người ta có mắt nhìn thấu trời. Sư phụ gọi ta đến đây giúp ngươi, còn muốn cứu ngươi nữa. Tuy hầu hết thời gian là không nhìn thấy, nhưng đừng có đắc ý, ngươi không phải nam nhân đầu tiên của ta đâu. Mắt to à? Ta mặc kệ nam nhân đầu tiên hay cuối cùng của cô. Sư phụ cô phái cô tới không phải để cứu ta, để hại ta. Còn nói gì mà ta là cha của con cô. Ngươi, ta tên A Tính, không phải mắt to, vẫn chưa xảy ra việc gì. Sao ngươi khẳng định không phải chứ? Vậy ta hỏi cô, cô nói thử coi, tại sao ta có muốn hàng lông mày? Vì mẹ ngươi không biết cha ngươi tên họ là gì, nhưng lại giống hệt cha ngươi. Ngươi vì để tìm được cha mình mà để râu giống hệt cha ngươi. Hàm râu này của ngươi lại giống hệt lông mày, nên mọi người đều nói Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày. Ta nói không sai chứ? Vậy được. Vậy cô có biết rằng chút nữa ta đi đâu hay làm gì hay không? Lát nữa ngươi sẽ đến khách điếm Tây Sơn Tứ Quỷ. Ba con quỷ đang đợi ngươi ở đó. Có quỷ mới tin cô. Nè, làm gì vậy? Chúng ta hả? Không xong rồi, Tây Sơn Tứ Quỷ đã chết rồi. Bây giờ bọn họ thực sự biến thành quỷ rồi. Chết thế nào hả? Không biết. Ngươi sẽ không, ngươi sẽ không giữ không tin ta chứ? Bất luận thế nào ngươi cũng phải tin ta. Ngươi đừng có đi. Vậy càng phải đi rồi, không được. Ngươi sẽ tự chuốc lấy phiền phức đó. Hơn nữa còn vài nữa nhân muốn giết ngươi. Ngươi chết với Tây Hoa, làm quỷ cũng phong lưu. Nè, nè, ta đã nói rồi, đừng có đi mà. Những lời mắt to nói đều là sự thật. Tây Sơn Tứ Quỷ đã chết rồi. Tứ Quỷ là tuyệt đỉnh cao thủ, sát thủ chắc chắn, võ công cao cường. Một hồi chẳng qua theo dõi ta mà thôi. Tại sao phải giết hết như vậy? Quỷ mắt đỏ, thì ra người chính là hung thủ. Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Đừng hiểu lầm, ta tới tìm hung thủ thôi. Đừng gạt người, trên tay ngươi còn cầm hung khí đó thôi.
Dừng tay lại. Nào cô sư thúc, giúp ta giải thích chuyện này đi. Sư thúc, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là hung thủ giết người. Ừ, đúng vậy. Đúng là không phân biệt đâu là bạn. Sao hắn lại là hung thủ giết người được chứ? Hắn là Lục Tiểu Phụng đó. Lục Tiểu Phụng? Lục Tiểu Phụng sao? Bốn vị sư muội, các người tin rồi chứ? Hả? Lục Tiểu Phụng mà, 3 tháng nay đệ tử nhà mình chúng ta lớn lớn nhỏ nhỏ đã có 9 người bị giết rồi. Người chết đều bị mục tiêu bất mãn, vết thương thấu xương. Trên đời này không có mấy người có thể có kiếm pháp như vậy. Lại có tin đồn rằng đó là do quỷ mắt đỏ gây ra. Bây giờ đệ tử Nga Mi chúng ta đều vô cùng sợ hãi, lòng người hoang mang. Rốt cuộc phải Nga Mi có mối thần thù với ai mà lớn quá vậy? Tam giáo thật sự không nghĩ ra đó là ai. Độc cô sư thúc, người yên tâm, việc của núi Nga Mi cũng chính là việc của Lục Tiểu Phụng con. Con tuyệt đối không quanh tay đứng nhìn. Con sẽ ở lại cho tới khi tìm được hung thủ. Lục đại hiệp, mời đi bên này. Đã lâu không gặp Tuệ Dư sư thái rồi. Lục đại hiệp, mời uống trà. Lục Tiểu Phụng. Sư thái, bái kiến sư thái. Mau ngồi đi. Sư thái, sao lúc nãy không thấy người? Bây giờ ta đang bế quan tu luyện, là để mùng 5 tháng 5 chuẩn bị luận kiếm Nga Mi dưới Tây Môn Suy Tuyết. Bàn về kiếm khách giỏi nhất hiện nay không thể không thuộc về Tây Môn Suy Tuyết. Hắn xem kiếm thuật cao thấp còn quan trọng hơn cả tính mạng. Do vậy ta đấu với mỗi cao thủ kiếm thuật. 3 năm qua có vô số cao thủ thất bại với kiếm của hắn rồi. Hắn là đối thủ mạnh nhất của phái Nga Mi ta. Nửa năm trước sau khi nhận được thử thách luận kiếm, ta đã không ngừng luyện công. Có lẽ luyện công quá mức, dạo gần đây tinh thần ta càng ngày càng không phấn chấn. Luận kiếm đang cận kề, Nga Mi lại tiếp tục xảy ra chuyện. Ta đành phải để độc cô sư phụ thay ta chủ trì công việc, còn mình thì bế quan tu luyện. Đối mặt với Tây Môn Suy Tuyết, ta không có bất cứ sơ sót gì. Lần này ta muốn dùng Hồi Phong Phất Liễu kiếm ta mới sáng tạo để nghênh chiến. Hồi Phong Phất Liễu kiếm? Đây là quyển Nga Mi bí lục tổ truyền, mỗi đời trưởng môn đều phải viết bí quyết tự mình sáng tạo vào trong ký lục. Cho nên quyển Nga Mi bí lục này chính là báo vật của phái Nga Mi ta. Thân như chim quanh, quyển chuyển xuyên cảnh, kiếm tựa truy hồn không giữ người. Lâm địch chỉ cần ra nửa tay, dù là dệt nữ cũng mất hồn. Sư thái, người lại có thể sâu chuỗi Nga Mi cũ âm công, xuyên dân trưởng và động công thập nhị trang vào trong kiếm pháp, thật khiến người ta chỉ xem là đủ rồi. Lục Tiểu Phụng, chỉ cần cử người xem qua một lượt là ta có thể hiểu được tinh túy của Hồi Phong Phất Liễu kiếm của ta. Ai vậy? Một con rắn thật to. Lục đại hiệp, cô nương không phải là người trong phái Nga Mi, chúng ta chưa từng gặp qua.
Nhi ta tìm cách tìm ngươi đã rất lâu rồi. Cô tìm ta? Ta đã phái Tây Sư Tứ Quỷ xuống tìm ngươi. Nhưng khi ta đến, bọn họ đã chết rồi. Ha, thì ra người muốn tìm ta chính là cô. Vậy ra cô nương chính là bà chủ thôi bọn họ. Họ không phải do ta giết đâu. Nếu muốn tìm báo thù, cô nương tìm nhầm người rồi. Ta biết không phải ngươi. Ta tìm ngươi không phải để báo thù đâu, mà là tìm ngươi sẽ giúp ta. Cô nương đẹp như tiên trên trời, càng có dáng vẻ hơn cả công chúa. Chịu hạ mình đến tìm ta, với người tìm ta là chết oan chết uổng. Câu chuyện phức tạp như vậy, sao ta có thể đồng ý được đây? Nếu chuyện này liên quan đến Tuệ Diệu Sư Thái và chuyện liên quan tới phái Nga Mi, không biết người có hứng thú không? Việc của phái Nga Mi, sao cô nương lại biết được? Tin đồn quỷ mắt đỏ giết người, chắc ngươi cũng đã nghe nói rồi. Nếu giúp ta tìm được hung thủ ban đầu, lẽ nào ngươi cũng không có hứng thú? Vậy ta bắt đầu có hứng thú rồi đó. Có chuyện gì? Mau đi, xảy ra chuyện gì? Có vậy chuyện gì hả? Thích khách hả? Có thích khách. Có chuyện gì vậy hả? Mau đi, mau đi. Có thích khách kìa. Có người ban đêm đột nhập vào. Gió thổi báo giông đã tới. Lại có chuyện lớn trong giang hồ rồi. Được, xin ngài hãy nhớ lời hôm nay ta nói. Ta sẽ đến tìm ngài nữa đó. Cáo từ. Là người ở đâu vậy? Sao phải tới núi Nga Mi giết nhiều người vậy? Đúng là làm người khác nghĩ hoài không ra. Nè, mùi nói là mùi có thông thiên nhãn mà. Rốt cuộc ai đã giết vậy? Ta chỉ nhìn thấy một người cầm cái kiếm dài giết hết bọn họ trong một chốc lát. Nhưng mà ta không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cũng không rõ là nam hay nữ. Sao mùi lúc thì thấy, lúc thì không thấy vậy? Để chút đã. Bây giờ ta lấy tay làm kiếm, mùi coi có phải không? Không phải là chuyện này không? Không phải, không phải. Kiếm pháp mà ta nhìn thấy khác hẳn như vậy. Vậy không phải cung luân rồi. Được, làm lại. Có phải không? Kiếm pháp vô đàn. Từ chiêu thứ hai đã không phải rồi. Sao mà cô nói sớm chứ? Chiêu tiếp theo. Ai nè, nếu sai á, mùi nói liền à, hả? Thân mềm mại tự như quanh đậu cành liễu. Kiếm truy hồn không rời khỏi người. Đến gần địch chỉ cần xuất nửa chiêu, dù là dệt nữ cũng mất hồn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng lắm là chiêu này. Đây là kiếm pháp gì vậy? Kiếm pháp Nga Mi. Chỉ có kiếm pháp thần diệu của phái Nga Mi mới có thể một kiếm giết nhiều người. Lục Tiểu Phụng, nguy hiểm càng ngày càng đến gần huynh hơn rồi. Bộ nói rõ hơn chút nữa đi. Rốt cuộc là nguy hiểm gì hả? Rốt cuộc là nguy hiểm gì hả? Còn nói vậy sao? Có người muốn giết ngươi. Là ai vậy hả? Sao tao biết được? Mắt to nè, chờ mua nhìn thấy rồi á, nói tao biết à. Á, Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng. Tao biết huynh tránh không khỏi nạn kiếp này mà. Cuối cùng thì người xui xẻo cũng không phải là ta. Sao con trai của mình lại có người cha như vậy chứ? Thật là. Lục Tiểu Phụng à, ngài đang xem gì vậy? Con điều tra được một manh mối ở hiện trường. Đây là một cái. Con không muốn nó là manh mối thật đâu. Con đã thử tất cả chiêu thức rồi, chấp giá ra, quá trình người chết bị giết, dẫn chứng ra các kiếm pháp, các môn, các phái.
Kết quả là... Nói đi, ngài đã phát hiện cái gì? Thân mềm mại tựa như quanh đầu cành liễu, kiếm như truy hồn không rời khỏi người. Đến gần địch chỉ cần xuất nửa chiêu, dù là dịch nữ cũng mất hồn. Tướng quỷ Tây Sơn đã chết dưới 4 chiêu này. Bởi vậy cô đang nghi ngờ hung thủ chính là người Nga Mi. Sau khi ta bị bệnh, đầu óc ngẩn ngơ, trong mắt thường xuất hiện ảo giác, giống như là ác quỷ quấy lấy thân. Sau đó ta nghi ngờ con người đã hạ độc không biết như thế nào, đầu óc ta rối loạn. Ta nghi ngờ hung thủ giết người này. Phải rồi, chính là loại ảo giác làm ta làm ra những chuyện đó. Sư thái nghi ngờ ai đã hạ độc. Ta muốn để ngài giúp ta tìm ra một người. Người này đang ở núi Nga Mi. Sư thái à, rốt cuộc người đó là ai vậy? Lục Tiểu Phụng. Sư thái, dẫn ta rời khỏi núi Nga Mi, dẫn ta đi tìm qua Mẫn Lâu. Sư thái, sư thái à? Sư thái, dẫn ta rời khỏi núi Nga Mi, đi tìm thần y qua Mẫn Lâu. Núi Nga Mi có người muốn hại ta. Rốt cuộc là ai hại ba vậy? Sư thái à, Trưởng môn. Hả? Là ai đã làm gì? Có chuyện rồi. Dương. Sao muội lại tới đây? Đừng hỏi nữa, mau lên xe đi. Người của phái Nga Mi đang đuổi theo tới đây đó. Mau lên. Tất cả mọi người á, không được rời khỏi Nga Mi. Chà. Mau tìm qua Mẫn luôn. Biết rồi. Đừng chạy, đứng lại. Chà. Mắt to nè, sao mà cũng biết qua Mẫn Lâu vậy? Đương nhiên là biết rồi. Qua Mẫn Lâu là thất công tử nhà họ Qua, nhà giàu nhất Giang Nam. Nghe nói từ nhỏ đã vô cùng thông minh, nhưng tiếc là 5-7 tuổi mắc bệnh lạ, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng hắn xem bệnh nhiều nên trở thành đại phu, còn là thần y, ai vào tay cũng khỏi bệnh, trị những bệnh hiểm nghèo khó trị không ai sánh bằng. Điều quan trọng nhất là hắn có tấm lòng Bồ Tát, thường xem bệnh cho người nghèo. Hắn còn có một con chim dẫn đường tên là Nha Nha. Con chim nhỏ này biết nói chuyện rất thú vị. Qua Mẫn Lâu, trên đời này biết tìm đâu ra người đàn ông hoàn hảo như vậy. Nếu như huynh không phải là cha của con ta, ta nhất định sẽ thích Qua Mẫn Lâu, không thích huynh đâu. Thì cái mặt của muội á, đúng là kẻ háo sắc gan lớn bằng trời không? Có người không? Qua Mẫn Lâu, mở cửa. Ta gõ cửa đến giờ mà không có ai mở cửa. Ban ngày ban mặt mà khóa cửa làm gì chứ? Yeah.
Mùi thấy gì nữa hả? Trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế bị điên rồi, giết rất nhiều người, trong cung máu đổ thành sông. Khởi bẩm thái hậu, Dương gia, ta có bằng hữu đến. Hoàng thượng 3 tháng đầu óc ngẩn ngơ, luôn gặp ác mộng, bây giờ lại nổi điên giết người. Công tử, công tử. Qua Mãn Lâu, người phải làm rõ chuyện này. Rốt cuộc là hoàng thượng đã mắc bệnh gì? Hoàng thượng, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng Nhi, hoàng thượng, hoàng thượng, chuyện này, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng không sao chứ? Hoàng Nhi, con không sao chứ? Hoàng thượng, hoàng thượng à, con không sao chứ? Hoàng thượng, công tử, hoàng thượng. Rất nhiều sâu, rất nhiều sâu. Cởi bẩm thái hậu nương nương, tại hạ chẩn bệnh, hoàng thượng không phải có ma quỷ trên người, cũng không phải là chúng ta, mà là trúng độc. Qua Mãn Lâu, hoàng đế trúng độc nghiêm trọng thế nào? Phải mất bao lâu mới chữa khỏi? Khởi bẩm thái hậu nương nương, bây giờ hoàng thượng đã đến giai đoạn giết người điên cuồng. E là... E là 100 ngày nữa là mức cao nhất. Tình trạng trúng độc phát điên của hoàng đế và sư thái giống y hệt nhau. Xem ra trúng một loại độc cực kỳ hiếm rồi. Tất cả mọi người ở đây nghe rõ, nếu ai dám truyền ra ngoài, hoàng thượng chỉ còn sống 100 ngày nữa sẽ trị tội nói sằng bậy mê hoặc dân chúng, sẽ chém đầu không tha. Thái hậu nương nương, xin cho tại hạ thêm chút thời gian, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức để trị bệnh cho hoàng thượng. Hoa thật y, độc này sao lại thâm nhập vào cơ thể hoàng thượng đi? Theo tại hạ suy đoán, chắc là theo cục thức ăn đi vào cơ thể hoàng thượng. Qua Mãn Lâu, người nói độc này đi cùng thức ăn để vào cơ thể hoàng thượng. Không thể như vậy được. Hoàng thượng từ lúc sinh ra đến nay, thức ăn mỗi ngày người ăn, bao gồm cả trà và thuốc bổ, người dùng ở các cung điện đều là một tay ai gia giám sát. Mỗi khâu đều chỉ dùng những người hầu trung thành nhiều năm. Ngay cả thử độc cũng chỉ dùng đồ đựng bằng bạc. Sao lại xảy ra vấn đề chứ? Tại hạ cả gan suy đoán, kẻ đầu độc đã dùng cách thức vô cùng xảo quyệt, đơn giản là sẽ không bị phát hiện. Triệu tổng quản. Dạ có nô tài. Người phụ trách chuyện tẩm cung của hoàng thượng, giam giữ tất cả những người tiến hành điều tra. Mấy năm nay hoàng thượng chưa ra khỏi hoàng cung, điều tra tất cả những nơi người ra vào, đều phải ghi chép chuyện ra vào. Người phải điều tra, xem xét cẩn thận. Tuân chỉ. Thái hậu nương nương, trị khỏi độc phải hút thuốc đúng bệnh, cần phải tìm rõ hai vấn đề trước. Rốt cuộc là độc gì?
phải giải độc ra sao? Xin cho phép tại hạ lấy máu mà hoàng thượng nôn ra để đem về xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất, tìm ra cách trị bệnh cho hoàng thượng. Được. Là độc gì mà khiến người trúng độc phải kỳ dị như vậy? Tin đồn bị đỡ giết người, chắc là người đã nghe rồi chứ? Nếu như giúp ta thì có thể tìm được thủ phạm hại người đó. Chẳng lẽ ngươi không hứng thú sao? Không lẽ cô ta biết hung thủ hạ độc là ai? Nói đi, nói mau, ai đã hạ độc hoàng thượng? Nói mau, nói hại đi. Cậu nói không hả? Đánh, đánh tiếp cho ta. Hoàng công tử, ngài không tức quyền bác cũng không biết nguồn gốc của độc này là từ đâu ra sao. Độc này vô cùng hiếm gặp, tình trạng trúng độc rất giống loại độc kim bằng được ghi lại trong sách cổ. Nghĩ lại ai to gan như vậy chứ, ai dám làm chứ, dám hạ độc hoàng thượng. Tại sao phải dùng cách này để mà lấy mạng hoàng thượng? Người trúng loại độc này sẽ không chết ngay mà mắt đỏ như máu, sinh ra quan tưởng ác quỷ trong người, còn sẽ giết hại người khác. 100 ngày sau sẽ thối rửa toàn thân mà chết. Ta thấy dụng ý của người hạ độc giống như đang muốn kéo dài thời gian để đạt được mục đích không thể nói cho người khác biết. Lục Tiểu Phụng, huynh cũng từ hoàng cung đến đây, ta còn đang đoán rốt cuộc khi nào huynh mới hiện thân. Lúc nào cần huynh nhất ta sẽ xuất hiện thôi. Một mình huynh có thể đánh mấy người? Cẩn thận đó. Người cuối cùng của ta. Ta cũng vậy. Rút mau, rút. Bọn chúng chạy hết rồi. Tại hạ Lục Tiểu Phụng bái kiến về Dương gia. Lục đại hiệp, không cần đa lễ. Ngài có biết những người này từ đâu đến không, hoặc là có đặc trưng gì không? Sao ra bọn chúng không giống người Trung Nguyên, nhưng bọn chúng tới giết qua Mãn Lâu, mục đích không chỉ có một. Bọn chúng không muốn ta trị bệnh cho hoàng thượng. Để binh mã của ta hộ tống hai người về phủ,
Hai người đi đường cẩn thận.